Xin chào quý vị và các bạn, mình là Ngân Đen. Lời đầu tiên, mình xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể quý thính giả xem YouTube cũng như bạn bè YouTuber trong và ngoài nước. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, mình lập lên kênh YouTube, mình cũng muốn góp một cái phần nhỏ bé của mình cùng với cộng đồng. Mình là một người công dân, một lao động tự do. Hiện tại bây giờ thì mình đang tham gia bảo hiểm tự nguyện tại Hải Phòng. Vâng, và theo cái phong trào toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022 thì Ngân cũng xin tuyên truyền với quý vị và các bạn xem YouTube. Vâng, bảo hiểm xã hội tự nguyện thì theo bảo hiểm xã hội tự nguyện thì rất là hay. Vâng, chúng ta có thể đóng thành nhiều gói khác nhau. Nếu như mà chúng ta có điều kiện, có thu nhập cao thì chúng ta đóng cao. Nếu mà chúng ta không có thu nhập cao thì chúng ta đóng theo chuẩn hộ nghèo là chỉ có 330.000 đồng một tháng, đủ 15 tuổi trở lên là chúng ta có được đóng bảo hiểm tự nguyện xã hội tự nguyện. Vâng, mình thì hơn 40 tuổi mình mới đóng bảo hiểm. Năm nay mình đúng 50 tuổi thì mình đóng được năm nay là 8 năm. Vâng, nếu như mà theo cái luật mới hiện hành, tức là theo cái khoản 2 điều 87 của luật bảo hiểm thì Ngân phải đóng là, tức là phải từ đủ 20 năm trở lên mới được nhận lương hưu. Và mức đóng thì có thể đóng hàng tháng, đóng nhiều tháng, đóng hàng năm, đóng nhiều năm trong một lần đóng. Vâng, và đóng những cái năm còn thiếu thì chúng ta có thể đóng một lần nhưng không quá 10 năm. Đó, thì ví dụ như Ngân đóng cho đến năm nay là 50 tuổi thì Ngân đóng được 8 năm, thì Ngân đóng tiếp cho đến 60 tuổi thì Ngân đóng được 18 năm. Nếu như mà Ngân có đủ điều kiện thì Ngân đóng thêm 10 năm nữa. Và thì cái giá trị lương hưu nó sẽ cao hơn. Còn nếu như mà Ngân đóng 3 năm nữa cho đủ 20 năm thì cái giá trị lương hưu nó sẽ thấp hơn, để tính theo hệ số phần trăm. Vì là mình đóng bao nhiêu là mình được hưởng bấy nhiêu. Vâng, bảo hiểm xã hội tự nguyện thì nó có khác với bảo hiểm doanh nghiệp. Nếu bảo hiểm doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ hỗ trợ cho người lao động 75%, người lao động đóng 25%. Nhưng bảo hiểm tự nguyện thì chúng ta đóng, chúng ta phải bỏ hoàn toàn tiền của chúng ta đóng. Và hầu như là cũng có gói nhà nước có hỗ trợ cho những hộ nghèo, cho những người nghèo, những người trường hợp tham gia bảo hiểm, nó cũng tùy theo trường hợp nữa, là có hỗ trợ phần trăm. Đó, cho nên là chúng ta mà đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chúng ta nên đến phòng bảo hiểm xã hội ở cấp xã phường hoặc là đại lý thu của phường mình, thì chúng ta nghe cán bộ sở thương binh xã hội tuyên truyền để chúng ta đóng những cái gói nào nó hợp lý với túi tiền của chúng ta. Và để cho quý vị và các bạn chúng ta hiểu rõ hơn về bảo hiểm tự nguyện năm 2022 này thì Ngân mời quý vị và các bạn chúng ta xem một đoạn bài báo người lao động dưới đây để các bạn hiểu rõ hơn. Mức đóng bảo hiểm theo khoản 2 điều 87 luật bảo hiểm xã hội năm 2014, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng 22% mức thu nhập hàng tháng, trong đó mức thu nhập tháng là căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, tối thiểu bằng mức chuẩn hộ nghèo đối với khu vực nông thôn. Mức chuẩn hộ nghèo hiện hành là 1.500.000 đồng trên một người trên tháng và tối đa bằng 20 lần lương cơ sở. Mức lương
cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng. Như vậy, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất là 330.000 đồng trên một tháng, tức là 22% nhân với 150.000 đồng. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối đa là 6.556.000 đồng trên một tháng, tức là 22% nhân với 29.800.000 đồng với mức tham gia bảo hiểm chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi tháng. Khi đủ điều kiện theo quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được nhận lương hưu hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian nhận lương hưu. Khi chúng ta đóng đủ 20 năm trở lên, vâng, và tuổi nghỉ hưu, tuổi được nhận lương hưu là từ trên 60 tuổi. Vâng, đến nếu mà trường hợp mà ngân khoảng chục năm nữa thì chắc là phải cỡ 61, 62 tuổi mới được nghỉ, mới được nhận lương hưu. Đó, vì là thời gian nó còn dài, còn nếu mà nhận ngay trong năm nay, những người nào mà được nhận lương hưu trong năm nay thì chỉ có 60 tuổi mấy tháng thôi là được nhận lương hưu. Trong thời điểm nhận lương hưu thì người được nhận lương hưu sẽ được cơ quan bảo hiểm cấp miễn phí cho một thẻ bảo hiểm y tế. Và đến khi mà hết thời điểm nhận lương hưu, tức là khi nào chết thì thôi. Đó. Và thẻ bảo hiểm y tế thì chúng ta có thể đi khám chữa bệnh miễn phí. Nói chung là thẻ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì cũng nhiều ý kiến trái chiều. Thế nhưng mà theo như quan điểm của Ngân thì chúng ta nên tham gia bảo hiểm y tế. Như bây giờ thì Ngân cũng phải bỏ tiền ra mua 800.000 đồng trên một năm. Thế nhưng bảo hiểm y tế thì các bạn, mình xin nói với quý vị và các bạn thế này này. Nếu như mà chúng ta ốm, ho, sổ mũi hay ốm cúm bình thường thì chúng ta không cần phải dùng đến thẻ bảo hiểm y tế. Thế nhưng nếu mà chúng ta ốm đau bệnh tật, ốm nặng, mổ xẻ hoặc là bị những cái căn bệnh hiểm nghèo thì chúng ta cần phải có bảo hiểm y tế. Vì bảo hiểm y tế, những cái căn bệnh đấy, những cái bệnh đấy thì là phải tốn rất là nhiều tiền. Nhưng mà chúng ta đã nghèo rồi thì chúng ta không có tiền để chúng ta khám chữa bệnh. Nếu như không có sổ thẻ bảo hiểm y tế thì khám chữa bệnh đối với người nghèo, người thu nhập thấp thì tương đối là khó khăn. Vâng, Ngân xin đơn cử như với quý vị và các bạn này, Ngân bị trong những cái năm 5 năm ngoài năm 2000, Ngân bị đưa đau nửa đầu vai gáy này. Thế mình về quê, lúc đấy thì mình đang phải tạm trú ở huyện Lương Sơn. Và mình về là mình về bệnh viện huyện Lương Sơn, mình khám và được các bác sĩ ở đây cho mình uống thuốc đông y. Vâng, và mỗi một lần, các bạn phải nghe rõ nhé, mỗi một lần mình đi lấy thuốc, đi lên huyện lấy thuốc ấy, là mất có 11.000 thôi. Còn cái giá trị đơn thuốc là mình không biết bao nhiêu. Một thang đấy thì uống được khoảng một nửa tháng. Đấy, thì mình phải đóng vào 11.000. Mình uống khoảng mấy tháng thì tự nhiên cái bệnh đau nửa đầu vai gáy của mình khỏi hẳn cho đến bây giờ, quý vị và các bạn. Cho nên chúng ta đừng có nên là nói là bảo hiểm, không có bảo hiểm y tế là không có giá trị, với lại thuốc không khỏi, quý vị và các bạn ạ. Chúng ta chỉ sợ chúng ta không biết đúng bệnh để chúng ta chữa điều trị cho đúng cách và đúng bệnh đúng thuốc thôi. Đó, còn Ngân đấy, Ngân chữa bằng thuốc đông y khỏi hẳn rồi, bây giờ khỏi hẳn. Vâng, và bây giờ thì mình mới thấy rằng là bây giờ mình vẫn phải nên, lúc nào cũng phải nên mua thẻ bảo hiểm. Bảo hiểm y tế của mình đóng bảo hiểm tự nguyện thì mình không được cấp bảo hiểm y tế kèm theo cái bảo hiểm tự nguyện. Vì ngày trước thì mình là đóng ở doanh nghiệp thì mình có cái bảo hiểm là ở bên doanh nghiệp là mình có, nhưng mà bây giờ mình đóng tự nguyện là mình phải bỏ tiền ra mua. Vâng, mua bảo hiểm y tế. Khi nào mà đủ tuổi, đủ điều kiện nhận lương hưu
thì mới được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Cho nên chúng ta nên cũng phải mua thẻ bảo hiểm.